chú cho con chà pháo tay đi, cho con chà pháo tay đó. Nổ chưa? Nổ lên. Vì con là thiên thần. Vì con là thiên thần. Phan Xích Long đây, đầu đường vào Phan Xích Long như đó đường rồi. Này vô Cô Chi đúng rồi, mà giờ này Cô Chi hết rồi ờ à. Cái bụng mới đẹp rồi sao ô cha quán đâu vậy? Như là quán cháo lòng. Cháo lòng hả anh? Tại vì anh có đi qua khu vực này đi giao hàng nè, thấy chiều là bán rồi đó. Lâu lắm rồi mọi người, kênh mình không có clip về cháo lòng. Sẵn hôm nay cũng tối á, mình ăn cháo để cho nó mau tiêu à. Với lại làm một clip về món cháo lòng luôn nha mọi người. Vỉa hè thôi, rồi mình sẽ cùng vào trong quán để tìm hiểu. Buổi chiều là bán ở trong nhà dạ. Rồi tới tối mới bày ra vỉa hè thôi à, kiểu như buổi tối thì người ta đóng cửa mấy cái tiệm này à. Đấy, quán cháo không? Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dạ em chào chị. Chào em. Dạ anh. Đây là bịch mang về đúng không ạ? Rồi, chị làm nhanh tay quá. Dạ chú ơi. Một bịch như vậy là bao nhiêu ạ? Mà cháo huyết 15 ngàn, cháo lòng 26. Cháo huyết 15, cháo lòng 26. Cháo lòng là sẽ có đầy đủ những cái món ăn ở đây luôn hay sao ạ? Ở đây là mình thấy có này là nạc tim nè mọi người. Đây là phèo, phèo này nè, nhìn giống phèo non quá. Lưỡi nè. Lưỡi này là dồi, gan. Đó. Thì mình bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi chị? 30 năm luôn. Wow. Là lúc mà mình chưa đẻ luôn. Đó. Thì bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Bán tới 1 giờ khuya luôn. Wow. Bán tới 1 giờ khuya vậy thường có những cái khách đi chơi đêm về ăn đó chị ha. Dạ. Còn 12 giờ trưa thì ui, nếu mà chị bán 12 giờ trưa vậy thời gian đâu mà chị đi lấy những cái đồ này ta? À, có người lấy chứ, có người khác đi lấy chứ. Dạ. Ở nhà làm đồ. Thì đồ này là mình lấy ở đâu chị? Là mình lấy ở lò mổ luôn á hả? À, nếu mà lò mổ thì bảo đảm về cái độ tươi luôn mọi người. Vậy là mình phải đi lấy vào rất sớm. 11 giờ khuya. Ô, cái nồi cái này là cái máy hả chị ha? Cái nồi điện. Nồi điện, nồi điện. Mọi người nhìn chị nè, mặc dù là mút trong bọc nha nhưng mà không có bị đổ ra ngoài, chứng tỏ là chị bán đã rất lâu lâu năm rồi nên có kinh nghiệm. Ở trong đây là mình nấu với huyết với lại cái này em thấy giống da heo hả chị? Không, cái đó là xí quách. Dạ, nhưng mà cứ mỗi lần hết cháo là mình thêm ở đây đúng không ạ? Nè, hết cháo là chị sẽ đổ vào, hết cháo đổ vào. Anh nghĩ là phải là 3-40 lít hơn ấy. Anh biết cái thùng nước 21 lít không? Cái thùng nước 21 lít nó được chắc khoảng 1/3 cái này, em nghĩ cái này phải 60. 4 xô. 4 xô. Quá dữ. Đây những món đồ ăn này mọi người nhìn tươi lắm. Chị phèo này là phèo non hả chị? Phèo non. Dạ. Đó. Chị làm nhanh tay quá. Quen rồi. Quen rồi. Cái này là hồi nãy chị nói là 20 mấy ngàn đúng không? Không, tôi chỗ làm này là 26 ngàn. 26 ngàn. Đặc biệt 35. Chị, cháo này là mình nấu theo kiểu người miền miền Nam. Nấu theo miền Nam mọi người thì nó sẽ loãng hơn. Ủa chị, cái ống này nó đang thổi hơi vô. À, nó thổi bên dưới đây đúng không anh? Ngoài ra là bên quán còn có bán những cái món món đồ khô á mọi người. Đồ ăn vặt, mấy món ăn vặt. Đây là lòng. Rồi.
chị nó có cái màu mà đen như vậy á là do mình có cho huyết vào, nó huyết tươi vào nè, coi chị múc nè, chị đã như vậy nó múc là không bị đổ nha, hay chưa, chứ đưa bỏ xin lọc múc là đổ hết xuống dưới ra ngoài á. Ok, khoảng bán đồng lắm, thôi bây giờ mình cũng tranh thủ với thầy Lộc ơi, móc hàng đi, hy vọng là chị sẽ không làm bể tô như clip bánh canh tâm tiếu. Đang làm bán hàng đi đúng rồi. Đâu một phần chị múc tới 20 đúng không chị, một phần 20 á thanh niên, bốn phần đặc biệt, bốn phần 35. Rồi thầy Long làm cho em 4 phần đi, 4 phần. Ôi chị ơi, chị lấy to luôn mọi người. Lần đầu tiên mà thấy mà chu hán mà. Lấy bỏ riêng ha, bỏ chung đi. Bỏ chung chứ. Bỏ chung luôn á. Giờ chị muốn cháo trước xong rồi chị cho đồ ăn lên trên đó chị. Cho đẹp. Cháo đi, chị còn cho đồ ăn lên trên. Dạ. 4 phần đặc biệt là như đây thịt đó hả chị? Rồi ok, ngon lành. Ô, chị múc theo kiểu này luôn nè mọi người, là đúng luôn á. Một à, tô bê không nổi. Trời, này là phải 5 rồi. 3 5 gì thanh niên, còn lòng nữa, còn lòng nữa. Ồ oh. Ồ oh. Thanh niên 5 năm phần cháo, 4 phần lòng. Kệ chứ, em lòng kìa. Ôi, thầy Lộc ơi, anh mới nói 5 phần cháo. Mọi người, thầy Lộc bóp mình rồi. Đây em bơi cho. Trời ơi tiêu bỏ vô luôn à? Dạ rồi bỏ vô luôn. Một người ăn đó chị. Thầy Lộc ơi là thầy Lộc. Rồi cảm ơn chị. A few moments later. Ở đây á thì khi mình ăn buổi tối mà ngồi đông đúc lắm, vui vẻ lắm. Xe đi. Đây. Ở đây là một chú đã xem kênh của tụi mình và biết tụi mình. Chào chú nha. À. Chú ăn hết luôn. Chú ăn hết rồi. Chú ăn này là con bao nhiêu chú? 26 hay 35 chú? 26 á. Còn con là con ăn 5 tô 35. Ở đâu có ăn 4 tô à. Đêm này nó không khó ăn 1 tô này chú. Rồi ok, mình sẽ cố gắng thực hiện thử thách này nha. Không biết là có hoàn thành được không hay là lại ứ hận đây. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ba sàng. Một, bắt đầu. Dứt. Mời mọi người nha. Ở đây thì có nhiều anh chị và cô chú đi ngang qua thì sẽ gây chú ý á. Chờ miếng giá đi, cho đặc sắc. Ấm chấm đi. Dạ chú ơi nha. Ê, mà một điểm đặc biệt ở đây Hùng, em biết gì không? Thành. Khi mà em bỏ ớt vào á, cái màu của cái cháo này nè, nó cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu hết. Tại vì màu nó là có màu huyết trong đây rồi. Màu huyết. À. Muốn thay đổi á, thì phải để anh ăn á. Buổi chiều á, là mọi người sẽ ngồi ở trong đây. Tại vì buổi chiều là giờ tan tầm á, đông lắm. Quá nóng quá. Giác là ăn cháo nóng á. Nếu mà đang một mình đó nha, là giải nhiệt luôn á mọi người. Ê, hồi nãy em có chụp cái tô cháo nhỏ không? Ô, một miếng phèo. Một miếng phèo mới vừa cải trang mà cho mẹ mình. Cái miếng này là dạng giống vậy nè anh. Nó có cái mỡ béo béo quá. Béo. Chậm đó, chậm nó hơi dai. Chồng. Chú nói là hai vợ chồng ăn không biết hết cái này không. Xin lỗi chú chứ.
hai vợ chồng hai đứa con không biết ăn được không. Cái này năm tô. Nếu mà hai vợ chồng mỗi người ăn hai tô thì còn một tô ai sẽ ăn đây? Chú, năm phần đặc biệt là phải hai vợ chồng hai người con nữa chú. Đây là năm năm phần đặc biệt chú. Rồi nha mọi người. Rồi vô chiên. Sao? Vị sao? Vị sao? Ổn không? Nghe cái vị khét thế. Đúng là mùi của đồ chiên. Bên trong thì có những món ăn rất giòn. Cái lớp mà lớp da của mình rồi hơi dai xíu. Mà cái lớp da nó thơm lắm mọi người. Đó là cái điểm đặc biệt của quả dồi ở đây á. Một cái nữa không? Gì anh? Đó là em nhìn trong cái xe á, xe để lưỡi, để lòng, để kia theo từng bộ phận và nguyên tản luôn. Nếu mà ở bên trong mà bán thấu đó sẽ cắt thêm để anh cắt. Anh thấy nó to quá ha, huyết đây nó to quá ha. Huyết đây đặc biệt là hồi có ướp không? Có gia vị ở trong không hay là huyết không thôi? Huyết không à? Huyết không à? Anh cứ tưởng là pha thêm gia vị này ở trong nữa. Nè, nhìn miếng huyết cũng bự luôn mọi người. Thì biết sao không, biết này là bên quán nấu với lại cháo luôn nên nó đậm đà lắm. Chú này anh nhìn anh phát hiện ra được, nếu mà chú thổi đồ cồn là chú sẽ bị bắt đó. Nè, em nhận xét dồi nè, em nhận xét phèo nè, nhưng em chưa nhận xét cái vị cháo. Vị cháo như thế nào? Cháo thì đây là cháo lòng mọi người. Đây là cháo lòng mọi người. What the hell? Bây giờ mình hút vào nước. Mới đầu là mình sẽ hút vào cái lớp nước, cái nước. Và sau đó là sẽ tới những cái miếng cháo. Miếng cháo rất là mềm, không có bị sườn. Cháo này có vị mặn luôn mọi người, khỏi phải chan thêm mắm. Chỉ cần làm mắm chấm á, để chấm với những cái đồ ăn thôi. Mắm đây là chấm mắm y, nó sẽ giữ y bài, y vị. Đây là nạc tim. Cái miếng này nó giòn lắm á mọi người, miếng này. Sao? Còn đây là cái miếng thịt. Vừa có cái dai dai giòn giòn giống mỡ mà vừa có miếng thịt. Ăn đã lắm, chấm với mắm. Quốc. Cái tô này mà giá như có thêm gừng vào ăn sẽ ấm bụng lắm đây. Ở đây em không thấy có gừng nên em nghĩ là mỗi quán họ sẽ có một cái cách đặc biệt khác, cách riêng biệt. Hàng chi hồi nãy có người mua dồi mang về, trời quá đặc biệt mà. Không, mọi người thấy nó mềm không? À, anh nhìn giống giống cơm nhão hả? Tuyết á. Tuyết hả? À, ở đây có lưỡi nữa nè. Tuyết rơi trên vùng đầm lầy á. Đầm lầy thì nó sẽ có màu nâu đen đen. Nhắc tới tuyết anh nhớ tới bài tuyết nhiệt đới quá. Còn bài tuyết vô thôn. À. Bài đó nổi lắm á. Wow. Ambulance bằng kha. Hùng, công nhận cái điện máy xanh bên đây bự không ha? To ơi là to luôn. Nhìn nó hoành tráng ghê. Ai đã ăn quán cháo đây và làm ở điện máy xanh thì điểm danh nè. À, tăng ca ha. Ừ. Ghé qua. Chạy qua thẳng qua là mình vòng cua lại là sẽ tới quán cháo liền. Chị này nè, bất ngờ nè. Ủa?
qua YouTube. Nên có gì chị xem á, chị lên YouTube chị đánh Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc. Ba kênh của tụi em là Phân Đi Hùng. Như vậy thử thách này thì như thế nào? Bạn ăn hết cái này thì bạn được tặng thêm dĩa lòng nữa. Được tặng thêm dĩa lòng nữa. Chứ không phải là được free cái này hả? Em nói giỡn thôi chứ em tới quán á, thường em ăn trong cái tô này. Kênh của tụi em á, chỉ có cái dĩa to nữa. Thì nay ăn nước thì tụi em ăn trong cái tô này. Ăn hết thì cảm giác người xem người ta sẽ tò mò coi khúc cuối tụi em ăn hết hay không. Đây là review ẩm thực ở Sài Gòn á chị. Review ẩm thực đó chị. Nhưng mà thật ra cái tô này em không có nhìn thấy được nó to như thế nào đâu. Hồi nãy đó. Hồi nãy á chị là có 105 cái tô nhỏ vô đây. 105 cái tô nhỏ vô thì mực nước nó tới đây nè. Đó. Tại vì cái tô này nếu mà mình coi trên màn hình á chị thì nó không có to. Với lại tướng tụi em cũng không có được nhỏ á. Ngồi với cái tô này đó. Nè, cái tô nhỏ nè. Đó. Đó, chị cứ vào ăn đi coi chút xem coi tụi em có ăn gần hết hay không ha. Nhắc tới cháo lòng thì phải nhắc lại câu chuyện chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn gì? Hồi xưa anh kể cho em nghe đó. Thôi, em không làm được vậy đâu. Ăn xong á mọi người. Mình hay giữ lên một miếng lòng á, tại vì mình sợ ăn hết á. Mỗi lần mẹ đi chợ về mua bịch cháo lòng nhỏ nhỏ rồi nè, mình lấy cái miếng lòng đó mình lộn ra đeo vô ngón tay làm cái nhẫn á. Nói chứ anh có kể thì anh kể từ giờ đi à. Anh đừng có đợi em gần hết anh mới kể. Cái mỗi lúc nằm mà kiểu như thèm á cứ liếm cái nhẫn nè, để cái vị lòng á nó thấm vào mà ăn thì sợ hết. Ôi ghê quá. Miếng lòng này đã gì chú? Thiên thần. Ồ, có cái vòng trên đầu. Ồ. Vòng nè. Thiên thần. Ồ. Thiên thần đồng nghĩa cũng lên thiên đàng luôn á thằng Thiên. Nhắc đến thiên đàng, tài nhớ đến clip Cô Tiên ở trên anh Quanh Đi Hùng Vlog mọi người. Ờ. Rồi kênh đó này mình cũng vừa làm cái clip và ăn nhanh mà vừa làm cái clip và món nước. Bên cạnh đó thì cũng có những clip đi du lịch đồ này. Cuộc sống thường ngày của anh em mình đó. Kênh đó thì sẽ đa dạng hơn kênh Funny Hùng. Nội dung cũng sẽ có nhiều cái nội dung mà mới. Nên mọi người đừng quên ghé ủng hộ cho Funny Hùng Vlog nha. À, xuống rồi nè. Tiếp tục nói đến cái vụ hồi nãy đi. Vụ gì? Thì như thầy cũng nói á, tôi chưa là chiến trường. Nhưng anh em mình đi quay á, lâu lâu cũng hay bị nhờ đối phương bóp á. Đâm á, bị đâm mấy nhát. Mà không phải đâm sau lưng mọi người, đâm thẳng vào mồm. Đâm ngay trước mặt luôn. Ôi vãi. Mình đang đứng á, mình đâu có chết đâu. Vậy mà cứ đâm đi chuyện. Rồi á, sao? Năm cháo bốn thịt quay qua cái chị đang lấy. Ủa lấy hả? Thôi đôi bỏ vô luôn đi. Đồng ơi, anh đúng không, anh nói năm cháo bốn thịt là nó bớt em một phần rồi, nhưng mà chị lỡ tay rồi sao ngăn cản được. Thầy chú này nói là Hùng ăn hết sẽ là thiên thần nha. Lạc vào quán sáu lòng, thiên thần phải có tô. Cái này là chú đi du lịch ở Nhật, cái tô này là dành cho họa sĩ ăn cái này là thằng su ăn cái này là thằng su mô. Nói chung á là chú rất nhiệt tình, và khi mà chú tới á, những khách mới tới á, chú sẽ giới thiệu giống mưa của Hùng. Mưa á sao không? Dạ có sao không? Lắm à, ăn thêm khoảng mấy ml nước mưa thôi. Mưa thì đâu có sao đâu. Thì đây có dù bung nè. Ồ, bung dù. Trời mưa quá thì mình sẽ vào đây mình ngồi bàn đầy đủ, diện tích đầy đủ luôn. Nên mọi người yên tâm tới quán khi trời mưa.
vẫn có chỗ ngồi. Giới thiệu cứu nhiệt tình quá mọi người ơi. Nếu mà suy nghĩ với cái độ nhiệt tình vậy nè thì ăn gần hết sẽ chăm cháo thêm. Rồi đó rồi em ăn hết đồ ăn rồi Hùng. Hết sức phép nha. Ôi hết đồ ăn rồi nè, còn cháo rồi mà. Hay quá. Cái đó là cái chiến thuật của anh Lộc. Chiến thuật luôn. À cháo này trả lại hả? Chứ cháo này chờ nó tiêu xuống. Húp từ từ giống như húp nước vậy. Cái sao? Lòng á. Cái đặc điểm của nó là mình ăn nhiều bị ngán. Dùng có thèm nào không phải. Nên mình phải ăn lòng trước. Để cho nó hết đồ ngán đi. Nó còn ngon. Rồi sau đó mình húp cháo. Cháo thì giống như nước thôi, ráng cố gắng mình húp. Còn lòng thì nó hơi bị khó nhai. Nên mình sẽ tiêu hóa nó trước. Hay á, chiến thuật. Chú thấy tụi con nỗ lực không? Mưa vẫn chiến đấu tới cùng luôn. Quá nỗ lực. Chú cho con chà pháo tay đi. Cho con chà pháo tay. Đó. Được. Ăn mưa này xong là thành thiên thần luôn á. Thiên thần đi chứ bộ. Chỉ có thiên thần làm mưa đó thôi. Gọi là thiên thần sa ngã. Sao mà quán cháu lòng. Mùa đầu có bạn á, nó là nên tăng lên là 5 phần. Tại vì các bạn nào mà xem rồi thông cảm, mà có những bạn mới á, thì các bạn không hiểu. Các bạn nói là tăng 5 phần. Cái thứ hai nữa là có một bạn á, nói là anh em mình cắt ghép cái lầu đồng được không? Đúng rồi. Thì mình xin thưa là mình không phải cắt ghép mọi người. Có thể là lâu lâu á, mình nhờ rồi quay phim trợ giúp bằng một hai miếng thịt hoặc là một hai miếng đồ ăn, chứ mà đem đi đổ thì không có, không có khác ghép gì đâu. Nói chung thì các bạn nó cũng mới xem á, các bạn cũng sẽ nghi ngờ vào cái khả năng đó, nhưng mà từ trước tới giờ mình ăn sao thì giờ mình sẽ ăn như vậy mọi người. Vậy mình phải lên thôi, dẫn về chiến đấu rồi. Con thi không phải ngồi ăn hết không? Không là sẽ bị chủ quán săn lùng. Đánh cho một phát lột buồn cổ tay. Ồ, vẫn đang vận ung mà. Lột buồn. Lột phát, thôi lột phát. À. Dù cho Hùng dẫu đúng dẫu sai. Ừ. Chú buổi chiều là mình cũng vô nhà ngồi luôn đúng không chú? Dạ, tại buổi chiều xe cộ đi đông lắm. Đó, chú đang quên đạp kìa. Đó, chú quên đạp kìa. Đó. Chú ăn cháo lòng. Chú lên con. Dạ. Dạ. Dạ, cô ăn cháo lòng hết bài. Chú mà đúng bài luôn đó con. Đúng bài rồi. Tiếp hơn cho con á. Vậy là có phần ai được không? Dù cho Hùng có đúng hay sai. Trời mưa ăn cháo lòng là hết bài. Không mặc áo mưa luôn mọi người ơi. Anh thấy bạn trai đi phía sau bạn gái á, anh lại nhớ tới bài của Subin Hoàng Sơn, phía sau một cô gái hát vô lên hai lùi về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn cả thế giới. Bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Bây giờ cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa thành một tô cháo. Cố lên. Không có bé đâu anh. Khẩu chưa? Cố lên. Vì con là thiên thần. Vì con là thiên thần. Chỉ có thiên thần mới làm được điều đó. Phải rồi. Đánh gì anh?
Gần hết rồi em, gần hết luôn. Chú kìa. Em chào mọi người đi. Đó, bạn này có coi kênh của mình nè. Đó. Hôm nay em sẽ là người chứng kiến giây phút này. Giây phút một thiên thần xuất hiện giữa trời mưa. Quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Hả luôn, hả luôn. Xuống đi con trai. Không đâu em. Bây giờ mình đã vào trong nhà và hãy lòng chồng người xem thử lên nha. Đông chưa? Đó, tài nhóc luôn. Quán bán rất là đông nè. Đặc biệt vào những cái ngày mưa như vậy nữa thì món cháo lòng nữa là rất được chuộng. Hôm nay mình đã thử thách 5 phần cháo đặc biệt ở quán 144 Phan Đăng Lưu. Và đây là một cái dấu ấn nữa mình sẽ không bao giờ quên. Đúng hay không? Hay. Thường á, mình thăm ngàn á là mình chỉ thăm ngàn một khoanh giò hoặc là một miếng xương. Thanh niên thăm ngàn một vật đặc biệt. Nhưng mà bù lại thì đồ ăn ở quán bán rất là ngon. Tại vì họ lấy từ lò về luôn mọi người. Mà ngày xưa nhà mình làm bên lò lòng heo á thì biết những cái đồ mà lấy trên lò là đồ hoàn toàn tươi, kiểu như heo vừa mổ ra là chia ra người nào lấy cái gì đem về để mà họ chế biến. Sáng sớm khuya chứ là họ đi lấy rồi đem về chế biến và tới 12 giờ trưa là bắt đầu bán. Đây những món ăn thì rất là đa dạng, có lưỡi, có tim, có gan, bèo, dồi nữa, mà nạc tim. Đó, nạc tim cũng là món lạ mà không phải là quán cháo lòng cũng bán, có cuốn hồng nữa mọi người. Nên một tô thì giá bình dân, nếu mà cháo huyết không thì 15, còn nếu mà cháo mà có đầy đủ là 26, còn có đặc biệt là 35 là sẽ có nhiều lòng lắm mọi người. Hồi nãy là mình đã chọn cái chiến thuật là ăn lòng trước, là vì khi mình ăn cháo vào trước á mọi người là mình sẽ bị lình bình cái bụng, ở trong có nước á, khi mà đồ ăn vào thì nó sẽ nổi lên trên rất là dễ no. Nên mình chọn chiến thuật là ăn cái trước và mình đã hoàn thành thử thách á. Mặc dù bây giờ mình đang rất là cố gắng rồi đó, nói chung lâu lâu thì cũng có một cái clip mà ăn nhiều như vậy để mọi người cảm thấy là cái thay sự đổi cố gắng của tụi mình. Với lại cũng có nhiều bạn á nói là nên ăn nhiều rồi ăn 5 phần á thì lâu lâu phải nha, lâu lâu mình sẽ có những clip như vậy. Thì anh em mình đã quá là đáp ứng cái nhu cầu mọi người rồi. Còn ngân ngại gì mà không cho anh em mình hay lắm, một like, một subscribe nha. Đúng rồi, sắp đến 200.000 sub rồi, mình sẽ có một cái mini game để mà tặng quà cho mọi người. Tặng cái gì mình chưa biết, nhưng mà tới đó thì mình sẽ biết nha. Rồi thì mình có một cái fanpage trên Facebook như mọi người yêu mến, cũng như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy làm cho fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ ở phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho cả kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 6 để theo dõi các động thái dòng sống của mình. Sắp tới các bạn có bất cứ thách nào thì đã làm một cái comment, mình xin xét và để lập phù hợp nhất. Hay là biết cho mọi người cũng thích nha. Ok, xin chào các bạn. Đông chưa?